Xin những buổi rơi này cứ thế lên ngôi, xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời, cho đêm trôi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Oh, oh. Xin cho đất tan vào những đám đuối miên man khi em ghé ngang đời chân mang sắc hướng thiên đàng, và cho những năm ma lại đến lấp kín nhân gian ngày ta yên vui cùng nàng. Nhẹ nhàng âu yếm giữa trong mơ cùng tìm kiếm bao ý thơ để tâm sự trong tiếng nhạc du dương, hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Yes, baby, so.
vì hôm nay là thứ hai. Mùa xuân ở đây mà chiều nào buông người ra. Thật buông người ra. Còn ngày mai nào dám lên tin thì tao sẽ phút đầu. Đường trên này chẳng có mấy khi được sớm đâu. Để mày thì chẳng thể nào mà giống tao. Thế nên tôi phút chắc là phải đâu dài. Không ngày mai ta còn ở với nhau. Hãy xem tôi sống thằng lòng là có đủ. Hoàng tiên không chắc cái gì chỉ biết đêm nay là thằng ngủ. Chỉ xin tập giới thiệu nick name của anh là chi. Buông vui áo mở sexy đã chính là em. Xây tay đúng chính là em. Mày nếu cô em thích Akali. Để anh dẫn em đi thâu đêm rồi xong chút nữa mình đi ăn kia. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Còn phố lại lên đàn mà lên đàn xuống phố xuống phố để dây ngốn chứ không cây đầu để hợp số thì công việc hàng ngày chắc cũng quá nhiều toàn nhẫn là bên phố nên vì thế tao dù có khổ tẩy đuổi đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lệ sống lúc nông thổ thằng bên boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ở mô nó nói là tao ở casino ai giỡn ai dân chơi mày đang giỡn mày đang đơi 5 phút nữa tao phải nên có mấy con gửi tao đi chơi vì đêm nay tao muốn bung lên có mấy anh em cùng đi xong ơi ai cũng nói tin thôi đừng chỉ là bằng 95% là sai tụi tao nghiệp trái là đúng thiệt. Hôm nay là thứ hai, mùa xuân ở đây mà chiều nào buông người ra. Thật buông người ra. Ngày mai nó dám lên tin thì tao sẽ phút đầu. Trên này chẳng có mấy kỳ được sớm đâu. Thế mày thì chẳng thể nào mà giống tao. Thế nên tôi chắc cần phải đồng sai. Không thể mang ta còn một mình. Từ sau lòng là có đủ. Hoàng tiên không chắc cái gì chỉ biết đêm nay là thứ ngủ. Giới thiệu nickname của anh là chi. Buông vui áo mở sexy đây chính là em. Xây tay đó chính là em. Mày muốn cô em thích Akali. Để anh chẳng biết đêm thâu đêm rồi xong chút nữa mình đi ăn kia. Hôm nay là thứ mấy chắc chắc là thứ hai.
như người ấy, biết dịu dàng như tôi, biết lắng nghe cô ấy như tôi. Cô ấy đâu biết được rằng tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu, đâu phải chỉ thế này. Cô ấy mất được nhẹ nhàng mà lòng tôi đau lắm. Giá như người ấy là tôi, anh sẽ luôn che chở bằng vòng tay ấm áp. Anh sẽ luôn bên em mang đến những bình an. Anh sẽ luôn bên em chuyện cho mỗi tối, bên cạnh em mang đến những niềm vui. Anh vẫn không can đảm để một lần dám nói, anh vẫn luôn sâu đậm lặng lẽ bên em thôi. Anh là người hàng ngày được đôi. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Thank you.
trái tim khi tôi đang lỡ yêu rồi. Đừng ai tan ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không còn lối. Anh cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tay giờ anh nhắc lửa đón buổi chiều. Mùa sáng thức dậy, được nắm một người nằm cạnh màu xanh. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng sống mong cháu thu về lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến là nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng một sống bóng cháu thu mẹ lại vừa bằng một cô gái. Oh, oh. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ đây em mất anh hồn nhiên đến là
khi trong tim tình nắng mới say, mặc cho gió bay vương lên đôi môi cay, bâng quăng mình ta trôi giữa đời.